Rồi, xin chào anh em ha. Thì trưa hôm nay em lên cho anh em cái lô máy là 18 cây nha anh em, gồm là 13 cắt cỏ, 2 cây phun vôi, hổi lá với xà phân và 3 cây cưa. Cưa hôm nay có cho anh em là 2 cây nằm đứng và 1 cây nằm nằm ha anh em, đẹp xuất sắc luôn. Cắt cỏ thì có cho anh em rẻ nhất là 1.150.000, bao ship phụ tùng 6 món cho mình luôn ha. Hôm nay là máy là đẹp xuất sắc không nha anh em. Xin đi qua nè, ba lô Echo không lông cỏ nè. Magu 26, TL 23 tum G ha, Estin 24 nè anh em, con này đẹp cực kỳ luôn. Magu 23 ha, Hitachi 27cc 35 ly anh em, bóp ghiền luôn. Magu 20, bình xăng lớn còn tem luôn ha. Shinawa 230 và con Echogen nha anh em, 33 ly 24cc. Máy hôm nay nói chung với anh em giá là tầm trung không, nói chung anh em lựa rất là dễ luôn, xài gia đình ok luôn ha. Phun vôi xả phân thì sẽ có cho anh em là thùng 10 lít và thùng 20 lít nha anh em. Hai con này thì nó chênh lệch 100 ngàn thì một hồi em sẽ nói chi tiết hai con này cho anh em ha. Rồi anh em chốt máy liên hệ trực tiếp số điện thoại của em 0917414042. Số này có Zalo nha. Kênh YouTube của em là cửa hàng Mai Văn Tèo ha. Hình thức mua bán của anh em khi mà anh em chốt hàng là sẽ được là miễn phí ship nha anh em. Dù anh em bất kể ở đâu thì em cũng miễn phí ship được hết. Bên em là không cần đặt cọc trước và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Hàng tới nơi thì anh em kiểm tra xăng pha nhớt thì anh em đổ vô, anh em thử tại chỗ ok hết thì anh em mới trả tiền ha. Hàng bên em thì bao cho anh em là chất lượng nè, bao cho anh em là xài nè, và bao luôn cả phí ship cho mình luôn. Hôm nay em lên cho anh em cái lô chữ D, bắt đầu là từ D20 và cái con cuối cùng là D37 nha. Khi mà anh em chốt hàng thì anh em chỉ cần nhớ cái mã thôi. Đây, ví dụ như con này là D24 nè, nồng là 31 ly 21cc, dòng này là Echo Kiwi, giá là 1.150.000. Thì em sẽ nói con máy này công dụng nó xài sao, nặng bao nhiêu ký đó, thì anh em thấy hợp lý thì anh em chỉ việc nói cái mã thôi, chứ không cần phải nói diễn tả hình dáng gì trơn nha anh em. Nhớ giùm em ha, chỉ cần nói cái mã thôi ha. Rồi, địa chỉ cửa hàng của em là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha anh em. Thì hôm qua đây em cũng có cái câu chuyện là sáng nay em bị nói chung là bán hàng online anh em, thì cũng phải có trường hợp là bơm này bơm kia đó, thì bơm thì nó cũng có nhiều dạng bơm lắm, thì bơm nhiều cái mình thông cảm được, còn nhiều cái thì nó rất là khó chịu anh em. Chẳng hạn như là anh này mua em 2 cây máy một lượt, thì anh ở ngoài Lâm Đồng á, trước khi chốt hàng thì có hỏi anh là giờ hai con này anh xài là xài sao, tại vì hai con này nó nhỏ anh em, nồng chỉ có 30-32 ly thôi. Thì anh nói mua dùng gia đình, thì cũng có nói trước cho anh rồi, anh ok, anh nói ok hết rồi thì mới gửi hàng. Ra tới ngoài thì ảnh không nhận hàng anh em, không biết lý do là tại sao. Ảnh cũng nghe máy đó, xong rồi cuối cùng ảnh không nhận hàng, rồi điện rồi ảnh hỏi ảnh tắt máy luôn anh em. Nói chung mình cũng không biết lý do tại sao nữa, hay là ảnh rảnh thì ảnh đặt hàng đặt ảnh bơm, mình cũng không biết. Thì nói chung tiền ship thì nó cũng khoảng 200 ngàn thôi, nhưng mà hôm qua đây thì mình thấy cái con người mấy người như vậy thì nó không có được đứng đắn lắm em, so sống thì nó cũng rất là khó xài ha. Sống chung là vòng vòng thì rất là khó, nhiều khi mình làm chuyện nhỏ nhặt nhưng mà ảnh hưởng tới gia đình mình nữa, cho nên là mấy anh đó thì nên, nếu mà có xem clip của em thì suy nghĩ ha, suy nghĩ giờ coi mình làm gì đúng hay sai ha. Thì mấy anh chốt máy thì em vẫn giao bình thường, mấy anh không có lấy cọc nha, nhưng mà trước khi chốt hàng thì nhớ xem kỹ, em nói kỹ thì anh em thấy ok hết thì mình hả đặt hàng. Chứ để đặt như vậy thì nó thứ nhất là công em bán hàng, hàng nó đi rồi shipper nó giao nó không có được bao nhiêu tiền mà mất công người ta chở nữa ha. Cái này anh em nhớ chốt hàng thì nhớ xem kỹ giùm em nói gì đó thì hợp lý mình đặt ha. Thì anh em mua thì em vẫn bán bình thường anh em, chứ bơm hàng thì chuyện bình thường cũng buôn bán thôi. Rồi em vô con đầu tiên là con D20. Anh em lần đầu tiên sang clip cho em một cái nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo giùm em luôn nha anh em, để anh em mình tạo tương tác với nhau ha. Rồi D20 là con Shingu anh em, 3.1, dòng này thì chạy bao bóc luôn nha anh em. Mà nồng nằm nhưng mà chạy rất là ngon, chạy nghe rất là khỏe luôn. Con này 351 luôn nha anh em. Nồng 40 ly, nó khoảng 35cc nha. Dòng này mà anh em cưa củi, cưa hại cái đứng là nói chung là khỏe, cực kỳ khỏe luôn, cực kỳ ngon luôn. Hai cái ốc ốp lam luôn nè, con này ốp lam bằng nhôm nè. Bỏ chạy chắc luôn anh em ơi, cỏ nghe cốc 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 luôn á. Lam là lam là 4:2 ha, phần cắt là 36cm nha anh em. Con này thì xích nó mòn, hiện này anh em chốt em sẽ thay lại cho anh em bộ xích mới 100% cho mình luôn. Anh em cứ yên tâm bên em ha. Xích zin luôn nha anh em, lam zin luôn nè. Bô thì cái nước sơn màu đen nó còn nguyên si luôn anh em, chưa có bị chóc nè, chưa có bị cháy luôn á. Đây. 351 anh em. Cái ống dây này, ống dây xả, ống dây dư anh em, xăng dư nó sẽ xả được này nè.
đó thì nói chung theo máy hết trơn thì anh em cứ việc gì anh em xài thôi. Xăng pha nhớt thì anh em đổ vô cái nắp bự này giùm em, còn cái nhớt ga lam thì anh em đổ nắp nhỏ này giùm em nha. Rồi anh em chỉ việc đẩy cái e là nằm ngang nè, đóng e anh em giật giật đúng ba cái rồi thì anh em thả xuôi xuống, lúc này là mở e nè, lúc này anh em giật là xài luôn ha, giật là cưa luôn nghe anh em. Công tắc thì kéo xuống là tắt nè, đẩy lên là mở nè, nhớ nha anh em. À, con này cưa củi cưa hạ cây này kia rất là ngon, mặt tiền thì còn đỏ ao luôn, quá đẹp luôn ha. D20 giá 2.600.000, cưa em tặng cho anh em 4 món phụ tùng nha, ốp lam, ổ một cái bao lam, một cái tiếp mở bugi, một cây vũ xích và một cái bugi mới nha anh em. Rồi D21 nói chung mấy cưa thì cái tải của nó sẽ nặng hơn mấy thằng mấy cắt cỏ anh em, cho nên là thường thì mấy cắt cưa thì xăng pha nhớt em sẽ pha tỷ lệ nó sẽ nhín hơn nhiều hơn cái thằng cưa cắt cỏ xíu. Thì thường cưa em sẽ pha 1 lít xăng là em pha tầm 50cc nhớt anh em. Cưa thì nó có ra khói đó, nhưng mà bù lại cái máy mình nó chạy rất là bền anh em, mát máy chạy rất là bền luôn. Con Cinewa là 393 ha, nồng là 40 ly, 39cc. Dòng này thì dòng cưa chuyên cho anh em hạ cưa cây đứng nha, cưa khai thác hạ cây này kia đó, hoặc là anh em đi cưa mướn mà anh em leo trèo trên cây nhiều đó thì mấy cái con này nó nhẹ anh em, nó có cái xỉa gỗ hay là hàm rộng nè, làm rất là dài luôn ha, làm bánh xe nha anh em, làm 4 tấc 8 nha, phần cắt là 41 cm. Xích con này cũng rất là mòn rồi, này em sẽ thay lại cho anh em bộ xích mới 100% cho mình luôn, có xỉa gỗ luôn nha anh em. Và đặc biệt con này nó có xà áp nha, khi mà anh em giật á, anh em chỉ giật ấn này vô, ấn cái xà áp này vô nè, anh em giật giật thì nó nhẹ cực kỳ nhẹ luôn, giật giống như hơi nhẹ hơn chịu lực luôn. E là e tự động nè, kéo ra đóng e ha, anh em lên ra là e tự động nó mở cho mình. Công tắc thì gạt xuống là mở nè, gạt xuống là tắt nè, gạt lên là mở nha anh em. 393 ha, số xe ghi máy còn luôn nha, 500-1140 ha, made in Japan. Mặt tiền còn đẹp nha anh em, chóc sơ thôi nhưng mà còn rất là đẹp ha, nước sơn màu hồng nè. D21 giá 3.300.000, anh em nào đi mua cưa mà cưa thuê, cưa mướn mà cưa hạ cây này kia đó, lượm con này về xài phải bao lợi xăng luôn anh em, mà xăng hiện tại gần 33.000 lít rồi, những con này bây giờ phải gọi là hàng rất chất lượng luôn ha. D22 con này thì quá vip luôn anh em ơi, phải gọi là như trong thùng mới ra luôn anh em nhìn nè, vàng mà phải gọi là vàng khè luôn nha anh em, tem mát là còn đầy đủ nè anh em thấy không, chữ nhật là còn nguyên si nè, quá đẹp luôn ha. Con này nồng là 40 ly nha anh em, nó 37.2cc nha, đây ha, 37.2 nè, 40 ly nè. Con này đặc biệt ổ giật là trợ lực nè, e tự động cho mình nè, có bơm xăng phụ và đặc biệt là có luôn cả thân xích giúp cho những anh mà hay leo trèo trên cây nhiều đó. Đó cái thân xích này nè thì anh em chỉ việc giật máy rồi, anh em thắng xích lại khóa xích lại, lên tới nơi thì anh em chỉ cần mở xích ra thôi, chứ anh em lên cây thì cái thế của mình nó giật máy nó rất là khó, cho nên là anh em giật rất là khó khăn, thì anh em chỉ việc là giật máy sẵn khóa xích lại ha, mà trả lực nữa thì giật rất là nhẹ nhàng luôn nha anh em. Phần dưới của máy nè quá đẹp luôn ha, dạng khe luôn anh em ơi. Bồ á, cái bồ á là nó còn nước sơn màu đen nha, là nó chưa bị cháy luôn nha anh em, nó còn cái lớp kiến anh em, nó chưa có bị cháy luôn. Lam mà lam bánh xe tản nhiệt nha anh em, giúp cho anh em cưa thì cái xích á với cái lam này nó tiếp xúc nha nè, nó tạo ra cái nhiệt nó rất là nóng, thì cái lần này nó tản cho bớt đi nha anh em, nó bớt đi cái phần nóng đó đi ha, rất là hay luôn nha. Lam nói nha anh em, lam là tinh của lam nói là bánh xe nha, là 4 tấc 8 ha, phần cắt là 41.5cm nha anh em, có luôn cả cái sỉ gỗ cho mình luôn nè, con này phải gọi là quá vip luôn nha anh em. Giật trợ lực e tự động, bơm xăng phụ và có luôn cả thân xích. Một cái điều đặc biệt con này nữa là nó sẽ có thêm hai cái lò xo, một cái nằm dưới đây và một cái nằm ở trên tay. Hai cái lò xo này giúp cho anh em khi mà cưa nó rung á thì cái phần hai cái lò xo này nó triệt tiêu cái phần rung đi, thì cái tay mình cưa nó không có bị mỏi anh em, rất là hay luôn. Hai cái lò xo này hay chứ, rất là hay luôn nha. D22 giá 3.500.000, con này quá vip luôn nè, quá đẹp luôn ha. Dòng cơ Maxu G3 gửi đó nha anh em. D23 rất chung luôn.
24, hai con này thì cho 2.100 anh em, là 21cc á, nồng là 31 ly. Hai con này thì đồng giá 1.150.000 ha. Hai con này thì chủ yếu cho anh em mình cắt cỏ gia đình thôi nha, cỏ nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, chứ anh em đừng cắt cỏ bự ha. Cỏ bự cỡ như cây sậy này kia á thì anh em chịu khó anh em gắn lưỡi dao vô anh em cắt giùm em. Còn mà cỏ nhỏ nhỏ, cỏ vườn, cỏ nhà này kia nhỏ nhỏ đó thì anh em có thể cắt chỉ cước được luôn ha. Cước thì ổ cước nó sẽ an toàn hơn nhưng mà máy nó sẽ nặng. Còn anh em muốn nhẹ thì anh em cắt lưỡi. Con này bình xăng con 2 kim đều là 2 kim mới hết anh em, 2 kim 260, 2 con ha. Còn bình xăng lớn là zin nguyên bản nè. Con này đặc biệt đó là nó lợi xăng anh em, tại dòng Echo nè. Echo này tiết kiệm xăng cực kỳ luôn, mà nồng chỉ có 31 ly thôi. Dòng này bây giờ anh em dùng gia đình phải gọi là cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Bình xăng lớn là 2 con zin ha. Hai con này xăng nhớt đầy đủ luôn, khoảng 4 kg thôi nha anh em. Tâm thì tâm liền, tâm nhựa nguyên bản theo máy nha. Đây, 2100. Con này cũng là 21 luôn nha anh em. Up L đầy đủ cho mình luôn ha, lắp đầu bò đầy đủ luôn nha anh em. Con này thiếu up L thì hàng đi, em sẽ gắn vô cho anh em một cái nữa cho đủ luôn. D23, 24, hai con đồng giá mỗi con 1.150.000. D25. D25 con này là Maguyama, đời là sản xuất sau này anh em, đời cao á, đời khoảng sản xuất khoảng đời 2015-2016 nè. Thằng này nồng 32 ly, 23cc anh em, giật là trợ lực nè. Bình xăng lớn zin nè, bình xăng con cũng zin nguyên bản theo máy luôn nha. Tum thì tum liền, tum nhựa ha. Đây quá đẹp luôn anh em ơi, màu cam quá đẹp luôn ha, rất là tươi luôn. Cái con này thì nó chỉ có cái chỗ bên cái phần áo bô nên anh em nó bị mẻ một găng nha. Thì này em đã cắt cho nó bằng mặt nè, nhìn nó thẩm mỹ hơn. Tay lái đầu bò đầy đủ cho mình nha, công tắc trên tay ha, giúp cho cái việc mà mình tắt máy đó, nó rất là dễ luôn. Anh em chỉ việc là thò tay anh em tắt thôi, không cần quay tới quay lui kiếm công tắc ha. D25 giá 1.300.000 nha. D26. D26 là con xin đây qua 23 anh em, nồng 32 ly, 23cc. Con này á, em nhắc với anh em một cái điều, một điều á, là áo zin và tum là zin nha anh em. Để nhiều anh em thấy mới quá, anh em nói em thay mới. Thì cái nào mới em sẽ nói mới, còn nào zin em sẽ nói zin. Này anh em nhớ giùm em. Con này bình cái tum và cái áo á, là zin nha anh em. Chỉ có cái bình xăng con là 2 kim mới. Anh em lưu ý giùm em nha. Tại vì con này nó quá đẹp đi, cho nên là em phải thông báo, em nói kỹ với anh em cái phần này. Để nhiều anh em nói thằng này nó thay áo rồi, nó không nói mất công. Đó, cái này là zin cho anh em nha, chứ không phải mới. Ha, những con mà tên là 33 hôm bữa mà em thay cái áo 1K bảo mới đó, là em nói cho anh em để anh em biết được. Ha, còn này zin thì em sẽ nói zin nha anh em. Đây, tum nè. Tại vì nó quá đẹp đi, để anh em nói em thay mới tội nghiệp. Tum nhôm luôn nha anh em. Công tắc máy nằm trên lắp luôn ha. Đây, gì tắt máy nằm đắn đây thôi, ấn xuống tắt nè. Tay lái trắng cỏ đầu bò đầy đủ nha. Con này thì nó chỉ có cái là bình xăng con 2 kim mới thôi, còn lại là zin cho anh em toàn bộ nha. Lốc là có dập chữ xin đây qua luôn ha. D26 giá 1.350.000. D27. D27, con này là con Echo khủng long ăn cỏ đó anh em. Dòng này nói chung anh em mà xem clip anh em nhiều thì quá quen thuộc với anh em rồi. Nồng 32 ly, 25cc. Dòng máy mà chuyên cho anh em là cắt cỏ thuê, cỏ mướn nè, hoặc là cắt cỏ cho bò ăn này kia đó, thì anh em lấy mấy con này. Nhưng mà con này phiên bản nó khác, là nó dòng ba lô lưng nha anh em. Nó có thêm hai cái phần quải như sau nè, để cho anh em quải trên lưng, quải hai dai đó. Còn mà thường mấy cần thì anh em quải con bên nè. Con này thì nó tum gời, tum nhôm nha anh em. Đây Echo 253, máy bình xăng trên thì lúc nào sẽ có cho anh em một đợt xăng ha, để xăng nó vô bình xăng con anh em lúc nào cũng là sạch sẽ nè, sạch 100%, không có bụi đó, thì giúp cho cái bình xăng mình xài nó sẽ kỹ hơn, lâu hơn, ít bị đóng bụi hơn ha. Rồi công tắc máy nằm đây nha anh em. Tay lái đầu bò đầy đủ nha. Con này thì em báo tình trạng với anh em, hiện tại đây bị bể bình xăng lớn nha, thì cái này anh em nào chốt em sẽ thay lại cho anh em bình xăng mới nha anh em ha. Nó bị nứt nè, đó thì này thay lại cho anh em bình xăng mới nha anh em.
để báo cho anh em, chứ để nhiều khi mà chốt hàng rồi bình xăng trên máy trên line thì nó bình xăng gin, mà tới lúc mà anh em nhận hàng bình xăng mới thì lại mất công đó, thì anh em bị bể sẽ thay lại cho anh em bình xăng mới nếu anh em chốt con này ha. Rồi D27 giá 1.500.000 nha anh em. D28 D28 là con Echogen ha, nòng 33 ly 24cc. Dòng máy này được cái là tiết kiệm xăng cực kỳ anh em, và chạy rất là khỏe luôn nha. Thêm một cái thằng này là tum nhôm nè, ai nước sơn nó còn nguyên si luôn anh em, màu trắng quá đẹp luôn ha. Con này thì nó dùng e máy cương nha, anh em nhớ lưu ý kéo lên nó là đóng e ha. Anh em giật chạy rồi thì anh em đẩy xuống là nó mở e, nhớ dùm em chỗ này. Bóp xăng phụ nằm đây. Con này bình xăng lớn zin anh em, có cái đế bảo vệ cho mình luôn nè, bằng sắt luôn nha anh em, nó dòng từ trước ra sau luôn ha. Rồi số xe ghi máy đây ha, 020351AT24G ha, là 24cc đó nè. Trời ơi, cái tùm quá đẹp luôn anh em ơi, đẹp xuất sắc luôn ha, không bị bong chóc như nào luôn. Áo thì còn màu trắng nguyên si luôn nè, tay lái trắng cỏ đầu bò zin anh em. Con này thì anh em có thể cắt cước được luôn nha, cắt cước mà có cái sậy được luôn nha anh em. D28 giá 1.350.000. D29 D29 là con Shindewa 230 anh em, dòng này dòng bugi đứng nha, nòng 32 ly 23cc, tình trạng nguyên bản cho anh em hết luôn nha. Lốc máy là zin hết, bình xăng lớn zin nè, có cái bình xăng con thì lên 2 kim 260 mới cho anh em. Tum thì tum liền, tum nhựa ha, đây đầy đủ nha anh em. Công tắc máy thì nằm đây ha, ấn cái là tắt thôi. Tay lái lắp đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn nè ha. D29 giá 1.350.000 anh em, dòng Shindewa này chỉ rất là bền luôn nha. D30 D30 con này là Magu, gọi là như hàng thùng luôn anh em, rất là đẹp luôn nè. Áo màu xanh lá cây còn nguyên si ha, không bị bong, không bị đấm khối với nào nè, anh em thấy không? Cái chỗ này cái đường ra cái khối ra này mà nó chưa có bị nám nè ha. Con này 30 ly anh em, 20cc ha. Cái bình xăng lớn nó còn ten cho mình luôn, bình xăng thì trắng tươi luôn nha anh em, quá đẹp. Bình xăng con thì ra ngang quanh gồ ha, tôm thì tôm liền tôm nhựa nha, quá đẹp luôn anh em ơi, xanh dờn luôn ha, trắng tươi luôn nè. Ốc là con nào con nấy còn mấy chát luôn ha, quá đẹp. Công tắc máy nằm đây nha, tay lái trắng cỏ đầu bò đầy đủ nha. Con này phải đẹp trên 95% nha anh em, hàng phải gọi như hàng thùng đó, bô thì còn trắng tươi luôn nè. D30 giá 1.400.000 ha, quá vip. D31 công tắc rồi. Mở e đóng ga lên ra, mở e đây em đúng. Tắt được lại, lên ga, lên ga giật. Này kiểu như cái găng ti nó hơi nhỏ anh em, thì cái này để em siết ốc găng ti chút xíu nữa là ok cho mình ha. Găng ti hơi nhỏ cho nên là mình không có lên ga thì cái ga nó không đủ á, găng ti nó không đủ thì nó bây giờ nó không chạy, bây giờ phải bóp ga giật nó mới chạy á. Thì cái này để em siết ốc găng ti vô cho anh em chút xíu nữa là ok ha. D31 là con Hitachi CG27 nha, nòng là 35 ly 27cc anh em. Dòng này nó hay cái thiết kế rất là lạ cho bình xăng nha, làm có nửa bình xăng thôi, nhìn rất là độc lạ luôn, nhưng mà nửa bình xăng này giữ thăng bằng cho cái con máy mình bình thường ha. Này giật có trợ lực nè,
bình xăng con zin, bình xăng lớn cũng zin anh em. Con này thì áo màu xanh lá cây mà nó đậm nha, áo màu xanh đậm á. Tâm thì tâm liền, tâm nhựa ha. Đây, dòng Hitachi đề cao nè, bởi vì cái chữ Hitachi nó dập nổi với mình luôn. Anh em gờ cho thấy nó cộm nè. Ha, cái này chữ nó bay nhưng mà vẫn còn đầy đủ luôn nha anh em. Dòng đề cao mới làm được kiểu này nha. Đầy đủ cái mình tên, thông số đầy đủ luôn ha. Đặc biệt con này ga bóp zin nha anh em. Công tắc trên tay cho mình luôn nè. Đẩy lên là mở ha, đẩy xuống là tắt nha anh em. Có star top nè. Chắn cỏ đầu bò zin nha, chắn cỏ chà bá luôn. Rồi, con này thì em chỉ việc em siết ốc cam ti vô cái nữa là máy chạy ngon lành nha anh em. D31 giá 1.500.000, 35 ly, 27cc. D32. D32 là con Magu 23 ha, nòng 32 ly, 23cc. Con này thì đáng lý ra là em đã để ngoài anh em, tại vì có khách chốt rồi. Nhưng mà thôi lỡ vô like thì nói sơ sơ cho anh em coi chơi luôn ha. Cái này 32 ly, 23cc, áo màu xanh đậm nha anh em. Tum thì tum liền, tum nhựa ha. Tay lái trắng cỏ đầu bò là zin nha. Con này thì em bán rồi nha anh em, tại vì có khách lợi người ta lấy á. Rồi sẵn trong like rồi rút ra nó rất là khó, cho nên em để nguyên si luôn. Lỡ like cho anh em xem luôn ha. D32 này hiện chưa gửi 50, bán rồi nha anh em. Rồi để bên nha, là sẽ là từ 31 qua 33 luôn nha anh em. Anh em bỏ số 32 ra giùm em nha. Tin quá đẹp luôn anh em ơi. Estin FS2450, con này giật trợ lực ha. Nòng 33 ly, 24cc. Con này trợ lực theo kiểu là lò sóng anh em, nó có thêm lò xo nè, giật rất là nhẹ luôn. Con Estin hôm nay phải gọi là quá VIP luôn anh em. Áo nè, còn xanh, còn màu cam đó anh em, cam đậm nè, mà màu cam hiếm này là rất là hiếm luôn nha. Tại vì thường nó không có được đẹp như thế này. Bô thì trắng tươi nè, tum nhôm luôn ha. Nước sơn còn nguyên si luôn. Con này phải gọi là quá đỉnh luôn nha anh em, chưa bị bong chóc luôn nè. Số xe ghi máy đây ha, 60037183 ha. Con này thì nó dùng bình xăng con zin, bình xăng lớn zin anh em. Công tắc thì trên tay ha. Con này hiện tại đang dùng là tay đơn nha anh em. Bốt ngóc tay là còn 7 màu nè. Nếu anh em không thích tay đơn thì em sẽ đổi cho anh em tay đôi luôn nha. Trắng cỏ hình con sò ha, láp đầu bò đầy đủ luôn nha. Con này quá đẹp luôn anh em ơi. Estin bữa giờ về con nào nó xứng đáng đồng tiền bắt gạo luôn. D33 giá 1.550.000. D34. D34 là Mitsubishi TL23 ha. Nòng con này nó 32 ly, 23cc. Con này thì nói chung là zin cho anh em hết luôn nè. Có cái bình xăng lớn thay mới nè, mà có cái này bình xăng thôi. Cho nên rất là may là cái này nó không ảnh hưởng gì tới máy nè ha, rất là hay luôn ha. Con này bình xăng con là 2 kim quanh gồ zin luôn anh em. Lợi xăng mà lại nhảy nổ luôn nè. Zin nguyên bản nó luôn nha. Lóc là có nhập mắt in nha băng luôn ha. Một cái đặc điểm nổi trội con này là tum gời, tum nhôm nha. Là anh em có thể tháo ra anh em rất là thuốc luôn ha. Tum 260 nha. Ga giữ nè. Công tắc thì nằm trên tay cho mình nè, gạt xuống là tắt nha nè, gạt lên là mở. Trắng cỏ đầu bò zin ha, con này quá VIP luôn nha. D34 giá 1.700.000 nha. Bình xăng lớn thay mới, còn lại là zin cho anh em nguyên bản hết luôn. D35. D35 là con Maguyama ha, GKB2006 nha, nòng 34 ly, con này 26cc nha anh em. Chập giật là trợ lực lớn có dây thèo luôn ha. Con này là hình thức máy là zin cho anh em nguyên bản hết luôn nè. Bình xăng lớn zin, bình xăng con ga ngang quanh gồ. Chỉ có cái tội là cái áo của nó nhìn nó bị nhám nhám anh em, nhìn nó không được đẹp á. Lại phía trước này bị nám hai cái phần khối nè. Không có ảnh hưởng nhiều anh em, nám sơ thôi. Nhưng mà có em la sao thì em la vậy cho anh em biết được, anh em nhận cho nó dễ. Chứ nó nám không có nhiều chừng à. Nhìn nó xịu anh em. Mà tại vì cá màu đỏ nhám á, nhìn nó không được đẹp thôi. Tâm thì tâm liền, tâm nhựa nha anh em.
công tắc máy em đây ha, công tắc ấn nè. Con này thì em đã lên cho anh em ga bóp xe đạp sẵn luôn rồi nè. Em việc kéo vô thôi, buông ga tự động mới chảy về ha. Lắp đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn nha anh em. D10 D35 giá 1.800.000 ha. D36 D36 là con phun vôi thổi lá Isaki nha. Nồng là 40 ly ha. Con này nó 50cc nha anh em. Đây, đời cao nha. Áo nè, quá đẹp luôn ha. Trắng tươi. Chụp bình xăng con nè, còn mới chụp bình xăng con mới chát luôn nha anh em. Máy bình xăng trên thì lúc nào cũng vậy nha. Có cục lực xăng cho anh em. À, gắn được xăng vừa sạch sẽ bình xăng con mà thiết kế cho anh em nè. Úp vô trong giấu bình xăng giấu cục lực luôn. Quá dữ luôn ha. Cái chỗ thổi này anh em. Đó ao luôn. Quá đẹp luôn anh em ơi. Đỏ nguyên xi luôn. Đây ha, mới chát. Ốp lưng dây đeo là còn mới lắm nha anh em. Cái phần ốp lưng nè, dây đeo nè, sụn cái xốp anh em. Còn rất là dày luôn, mới chát luôn. Rồi, cái càng bên đây là càng lên ga ha. Còn bên đây là mình lấy mở họng nè. Con này thì cái thùng 10 lít nha, chủ yếu là cho anh em mình dùng gia đình thôi. Tại vì nó có 10 lít nè, cũng không có nhiều mấy. Trời ơi, họng ngang luôn anh em ơi. Quá đã anh em ơi, mở ra. Họng ngang luôn nha anh em, họng xuống này xuống lúa được luôn nha. Ha, cái này về anh em xuống lúa luôn nè. Về anh em chỉ cần coi cái họng nó xuống thế nào thôi anh em chế thôi. Cái này xuống lúa là ngon lành luôn nha anh em. Mà thùng thì 10 lít thôi. Này anh em chủ yếu là xả vòng vòng nhà người già bắt công gì đó thì anh em xả thôi ha. Rồi, con này em để anh em 1.800.000 nha. D36 giá 1.800.000 nha anh em. Bao ship phụ tùng cho anh em là theo hai món nha. Một cái con sùng và một cái đường ga nữa là hai món phụ tùng đi kèm bao ship cho anh em luôn ha. Cuối cùng D37 nha. D37 con này cũng là phun vôi thổi lá xà phăng mà dòng cũng là Isaki, dòng Kawasaki á anh em. Con này thì nồng cũng 40 ly ha, nhưng mà nó tới 52cc nha. Con này bình xăng dưới nha anh em. Xăng dưới thì anh em bóp xăng nè, cho xăng lên nè. Đóng e giật chạy rồi đẩy xăng xuống thôi ha. Con này bình xăng dưới không ngược lên nha anh em. Ở trong đây thì nó có cục lực xăng sẵn cho mình nè. Bu ghi đứng nè nha anh em. Dòng này con này thì nó có cái sùng sẵn nè. Thì anh em chốt con này em sẽ tặng thêm cho anh em cái động ga nữa ha. Cái bộ quạt cũng còn rất là mới nha. Ốp lưng dây đeo còn mới chát luôn nè. Con này cũng như chưa xài luôn á nè. Còn rất là dày luôn, xốp nè. Cực kỳ dày dặn luôn ha, mới chát luôn. Cái con này nếu mà anh em phun vôi với lại xả phân á thì anh em để nguyên gì. Còn nếu nào mà anh em nào mà về chuối thổ lá á, thì anh em mở hai cái móc này lên. Mở hai móc này lên nè. Đó, mở hai móc này ra. Rồi anh em dỡ cái thùng này ra để về anh em thổ lá luôn cho nó nhẹ. Còn anh em nào mình phun vôi với lại xả phân thì mình để nguyên cái thùng ha, để về mình xả phân. Rồi không ngang luôn nha anh em. Con này thùng là 20 lít nha. Thùng 20 lít nha anh em. Nha, đổi tới đầy họng là 20 lít đó. Cái con này thì em báo tình trạng với anh em là cái chỗ bên cái sườn bên đây nè, nó có bị mẻ nha, bị bể gì nè. Thế thì đem đã kiền lại cho anh em mà yên tâm, rất là chắc chắn luôn. Nó chỉ là cái là không thẩm mỹ thôi, nhưng mà rất là chắc chắn. Ốp lưng dây đeo rồi còn rất là dày luôn. Mà thùng tới 20 lít. Con này là em báo tình trạng cho anh em vậy đó. Thì cái này em bán cho anh em là 1.900.000. Đó là do nó bị gì đó, chứ con này mà nếu nó lành lặn hết là 2.1 nha anh em. Bể mẻ chút xíu bớt anh em 200.000, còn 1.900.000 nha. D37 giá 1.900.000. Con này thì tặng theo cho anh em là một cái họng ga nữa ha. Rồi hôm nay em lên cho anh em là 18 con đó. Anh em chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em nha.